Tí thầy sẽ up lên kênh của thầy luôn. Rồi, bây giờ các em muốn gỡ ứng dụng, bây giờ thầy chỉ ra từ đầu luôn nhé. Các em bấm vào đây nè. Các em vào mục gì các em? Setting. Rồi, các em vào mục nào để gỡ? App, đúng không? Rồi, giờ sẽ thầy gỡ này nha các em. Để bấm vô đây nè. Rồi. Tiếp tục gỡ. Do cái này là xóa hết kiểu như vậy. Vậy là đơn giản đúng không các em? Vậy là mình chỉ cần gỡ là xong. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ các em cách cài lại cái này luôn. Thì các em muốn cài ứng dụng này á, các em lên mở cái này này. Các em mở Google này nha thầy. Nha. Mở này lên. Thầy kết thúc. Bây giờ thầy đã gỡ rồi các em. Thầy gỡ rồi á. Bây giờ thầy mở lên. Thầy sẽ chỉ các em cài đặt lại nha. Vậy là nhiệm vụ của các em là các em sẽ học cách là cài và gỡ. Lưu ý là nếu mà mấy các em á, tí em vào mà nếu mà có thì các em gỡ cho thầy xong trước khi cài lại nhé. Nhớ nha. Rồi bây giờ bật lên nè. Các em sẽ đánh cái ví dụ như là 360 security, các em đánh cái này. Nha, em bấm vào đây. Nếu mà bị cái này á, tại vì ở đây người ta kiểm tra cái truy cập của mình lên, ở đây mình sẽ bấm vô cái nào có chữ xe đạp nha. Ở đâu có chữ có cái chiếc xe đạp. Bấm bây giờ hết thì thôi nha các em. Còn không các em? Hết rồi đúng không? Rồi xác minh. Bây giờ là hết cái chiếc xe đạp thì thôi. Rồi các em ghi cho thầy cái địa chỉ trang này nè. Rồi. Cái phần mềm này hay lắm. Nó sẽ tăng tốc máy của mình lên đó. Nhất là những bạn nào đang sử dụng Windows cũ á, Windows 7, 8. Thậm chí là Windows 10 mà cái phần mềm dịch virus của mình nó không tốt thì mình cũng vẫn sử dụng cái này được. Thường thường Windows 10 người ta lại không cài nha các em, lại không cài cái này. Bấm vào đây tải về thì tự động nó tải xuống ngay đây nè. Em thấy tải xuống ngay đây không? Đó, bây giờ mình bật lên nè. Thầy đang chỉ các em cách cài và gỡ một ứng dụng nhé. Thầy chỉ xong cái này bắt đầu các em sẽ thực hành nhé. Các em nhớ là các em bỏ bấm vô đây, các em bỏ cái này cho thầy nhé. Nghĩa là nếu mà các em không bỏ hai cái này nó sẽ bắt nó sẽ cài trình duyệt này vô. Mình bỏ này bấm vô tiến hành cài đặt. Rồi bây giờ thầy sẽ nhắc các em sẽ từ lên cái trang này, các em thì cái trang ngay đây nè, các em tự tải xuống em cài cho thầy. Rồi các em sẽ thực hành thầy cái đó nha. Khi mà các em cài xong rồi các em bật chương trình lên thì ở đây các em thấy đây nó có nhiều cái gì là quét, các em bấm vào cái này nó sẽ quét nhanh thôi. Còn này quét chi tiết luôn. Thế là cái này là quét nhanh nè, còn cái này là quét chi tiết nè. Rồi các em là tăng tốc máy của mình lên thì các em chỉ cần bấm quét một cái nó tự tăng tốc luôn, nghĩa là mình không cần làm gì hết nha. Hoặc là mình xài một khoảng thời gian cái máy của mình nó bị dung lượng bị đầy á thì các em bấm mà tự động nó quét luôn cho mình. Trên phần mềm này rất là hay. Rồi sau khi các em cài xong các em chỉ làm quen thôi, sau đó phải muốn các em tập gỡ ra. Gỡ ra bằng cách sao? Là bấm vào đây đúng không các em? Setting đúng không? Mình đây là bấm như đây thì tự động nó gỡ thôi nha. Được chưa? Các em để ý nó có chữ ở đây nha các em. Mình tập việc cài và gỡ nha các em. Nhớ nha. Rồi.
Và bây giờ thầy kết thúc cái video này đây.